Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn ơi, như cái video lần trước thì mình có hứa phải không? Mình có hứa với các bạn là mình sẽ test, mình sẽ quay review cái con diều carbon mà khâu bóng. Cái này nó không phải gọi là carbon, nó chỉ có 4 lan cánh thôi các bạn ạ. Nó chỉ có 4 lan cánh là carbon thôi và đuôi là cáp quang. Duy nhất là chỉ có cái khung cái. Duy nhất chỉ có cái khung cái và cái nẹp đuôi là nó bằng tre, còn lại là bằng cáp quang và carbon. Đấy. Thì trong cái video này thì mình sẽ cho anh em xem một con diều. Con này là để mình đo các bạn hỏi thì nó rất là 2 4 6 8 10 10 18 1 mét. Đo ra 1m8. Nhầm khổ đo nhầm. Con này nó rơi vào tầm 2m4, 2m5 các bạn ạ, 2m4, 2m5. Khổ nhầm, đo nhầm thế là khổ, cái hỏng hết lớp 9 nó chỉ có thế thôi các bạn. Con này nó rơi vào 2m4, gọi là một con carbon, không phải là full carbon, nó là một con carbon 2m4. Full 4 lăn, carbon xoắn các bạn, carbon xoắn. Sẽ rất là nhiều anh em bảo là đắt như thế này mua làm cái gì, nó chỉ là một cái con diều thôi. Hoặc là những cái con diều như này tôi ở Kinh Môn, tôi ở thế nọ thế kia, tôi ở nào thì Thái Bình các thứ. Rất là nhiều anh em sẽ chia sẻ và đối với mình bảo là diều với diều chỗ tôi nó đẹp hơn con diều này như thế này nhiều. Nhưng thật ra mình chỉ là cái thằng review, chỉ là cái thằng review. Anh em muốn mua thì đến nhà nghệ nhân hoặc đến nhà mà chủ con diều này thì là mua lại được con diều này, chứ không phải là mình làm ra con diều này để bán. Nhưng thật ra đối với mình ấy, thật ra đối với mình con diều này ấy, Nó thật sự đáng cái giá. Đối với mình nó là như vậy, còn đối với anh em thì không biết là như nào. Nhưng đại loại là con này hiện tại bây giờ là chưa lắp sáo các bạn. Con này là chưa lắp sáo. Con diều này là chưa lắp sáo. Thì cũng chưa biết là nó có lên hay không. Và nó có lên hay không là nó ăn mèo giữa hay không thì phải lắp sáo mới biết được. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình Quỳnh về rồi. Quỳnh ơi, đưa tôi đi test con này bạn. Úi là cái gì đấy? Đưa tôi đi test con này. Con này lấy bạn bảo là 0.6 4 lít phải không? Ừ. 0.6 4 lít. Nào. Ừ. 0.6 4 lít để xem nó như thế nào nha các bạn nhá. Để mà không có 6 450 như hôm vừa rồi, rất là nhiều anh em bảo cho còn đấm cho. Nhưng thật sự đấy là những cái người mà không biết chơi. Ôi xì à. Không biết chơi. Chứ còn nếu mà những người mà biết chơi thì người ta sẽ định giá được những con diều như thế này. Hoặc là cái thứ nhất là người ta không biết chơi. Cái thứ hai, từ bạn này, cái thứ nhất là người ta không biết chơi và cái thứ hai là người ta không thích chơi các bạn. Nếu mà đã không thích chơi ấy thì kể cả cho cũng đắt phải không bạn? Ừ. Không thích chơi thì phải cho còn nấm cho còn gì nữa phải không? Nó bốc đầu á. Từ đừng bốc đầu mà. À chú. Ai? Như thế nào đấy? Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đưa tất cả anh em cùng đi test diều trên xe nhá. Tại vì bây giờ nó không có gió thì cho nên phải test diều trên xe. Ok các bạn, bạn từ bạn này, để tôi nắm lấy cái nào. Nắm lấy cái nào bạn. Hay. Ok, anh em, nào, chúng ta cùng bắt đầu. Đoạn này đi ra đấy được 2 phút không? Chắc đéo được, phải không? Đi như này được. Đi như nào? Đây. Đi lên chỗ bờ đê á? Đi chỗ nhà sĩ đây á? Đi như này được. Đi đâu? Ôi, đường này dài nhất đi rồi. Đi như này á? Đi như này mẹ có đến mai. Có đi để cắt diều đi. Cái đoạn đường đấy nó có dài bằng đoạn đường này không? Không. Ok đấy, đi bạn. Ok tất cả em đợi mình một tí nhá. Nào. Bây giờ tôi bảo đi tít, bạn cứ đi tít nhá, thoải mái luôn. À ok đấy. Nào đi đây. Căng lên, căng lên, căng lên, căng lên, căng dần lên. Ôi trời đi. Quay. Thôi. Đâu bạn cầm một tay, bạn đi một tay đi. Bạn được. Đi một tay được không? Tháo tháo, cầm, đấy. Bạn cầm như nào, cầm như thế hay không? Đấy, tôi cầm nèo luôn này. Ngang. Xe bạn liên toàn thì
bố xe làm nào. Ok 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 ok. Bạn này cầm đi. Thì phải an toàn nhé. Đầu cầu hơi xa bạn. Hả? Đi đâu? Quay lại à? Làm kia quay lại cho xa, lấy cái đà đừng bay. Ông bạn cua nó sợ, ông uy tín tí đi. Con này nó có sáo đéo chịu được, nặng ít quá. Chả thế. Con diều carbon này không sáo không chịu được các bạn ạ. Nghe nó phải đuôi cá nó mới hiền được không? Con này không carbon. Nào ra, các hết. Thôi, căng quá. Không nó cứng. Thôi. Cầm. Ai dồi ôi. Ê. Đi đút ngón tay vào đây đây. Ê. Căng quá. Thôi đi về nhà bạn. Đi về nhà bạn nói chuyện. Ok. Anh em đi về nhà Quỳnh với mình nhá. Các bạn ơi, sau một cái hồi mà phép diều không sáo, cái đầu tiên mình suy nghĩ về con diều này là phải lắp sáo, mình cũng đang định lắp sáo, nhưng mà Quỳnh nó về nhà, Quỳnh nó bảo là con diều này không phải lắp sáo, vẫn lên bình thường. Như vừa rồi mình test xe cho các bạn xem ấy, cũng không cần sáo luôn, chỉ cần gió to một tí là con này vẫn lên bình thường. Mà lúc nãy đi bao nhiêu cây trên giờ ấy? 40. Bao nhiêu cây đúng không? 40 à? Tốc độ gió 40 của xe máy thì mình cũng không đoán chắc là bằng tốc độ gió bao nhiêu của gió bình thường. Nhưng mà đại loại là đi tốc độ gió 40 của xe máy, nó gọi là mới hơi cong thôi các bạn ạ. Như các bạn cũng có thể nhìn thấy, gọi là mới hơi cong thôi. Phải nói là nó quá cứng luôn các bạn. Như con này bán có bảo hành, mà tầm đấy bảo hành gì. Nếu mà các bạn... Cười ơi! Những cái con diều như này, Quỳnh nó vẫn có thể sản xuất ra và nó bán cho anh em. Như vừa rồi Quỳnh chia sẻ, phải không? Đấy, vẫn có thể sản xuất ra và bán cho anh em những con diều như này. Nhưng mà nó sẽ có một cái giá khác, như Quỳnh vừa bảo, phải không? Thì là 400 con này, 400 con này không sáo là không bảo hành. Nhưng nếu lên đến 550-600 là có bảo hành, phải không? Đấy, 550-600 là có bảo hành. Bảo hành gió 20 gãy trên trời đèn ăn mới, phải không? Gãy nan nào đèn ăn đấy, phải không? Đấy. Khi mà anh em mua dầu của Quỳnh thì các bạn cứ yên tâm về cái vấn đề đấy. Các bạn thả gió 20 mà gãy trên trời ấy, gãy một cái nan nào là đèn nan đấy luôn. Ví dụ gãy nan trên, đèn một cái nan trên xỏ vào, xong các bạn khâu lại. Hoặc gãy nan dưới, lại đèn nan dưới. Đấy, rất là yên tâm và rất là uy tín. Đấy. Thì chủ yếu trong cái video này thì mình muốn chứng minh cho các bạn ở trong video trước ấy, là mình hứa với các bạn là mình sẽ review cái con carbon này. Thì đến ngày hôm nay là Quỳnh nó đã làm xong nuôi rồi. Nhưng đúng thật sự luôn các bạn, đúng thật sự là mình không nghĩ là con này không có sáo mà cầm nó vẫn lên được. Không có sáo cầm vẫn lên được. Phải nói là nó rất là dễ lên. Nhưng có khả năng là cái đuôi này nhẹ. Chứ nếu cái đuôi này nặng không lên được nào. Đuôi là chỗ nặng. Nên tôi nghĩ cái đuôi này nhẹ. Nếu mà nặng đuôi quá mà cầm như thế không lên được. Đuôi, nếu mà đuôi nặng quá cầm như thế không lên được. Nhưng mà theo bạn đánh giá đuôi nặng có lên được không? Đuôi nặng một tí. Đuôi nặng quá là nó hay đảo cho nó cắm đầu, phải không? Nó quay nữa, phải không? Đây. Cái này nó hơi mất quay. Ok các bạn, thì như đầu video với lại cuối video thì mình cũng có nói ấy, chủ yếu trong cái video này thì mình review cho các bạn xem, muốn review cho các bạn xem một con diều carbon. Một con diều làm từ carbon, chỉ có khung giữa là bằng tre, đuôi là cạp ngang đuôi bằng tre, còn lại là bằng carbon và cáp quang. Đấy. Phải nói là con này rất là dễ lên và cũng rất là cứng. Về cái chế độ bảo hành thì cái đấy thì anh em có thể liên hệ Quỳnh.
anh em có thể mua theo giá. Con này các bạn có thể mua với cái giá 400.000 không bảo hành, nhưng các bạn mua với cái giá 500 đến 600.000 thì sẽ có bảo hành. Phải không? Mua bán này nó theo cái giá bảo hành không? Nếu mà mình bán với cái giá không bảo hành thì nó sẽ rẻ hơn, và có bảo hành nó sẽ đắt hơn, phải không Quỳnh? Đấy, như Quỳnh vừa chia sẻ ở đấy với mình, đấy là con diều này. Anh em thích mua theo kiểu gì cũng được, không bảo hành cũng được và có bảo hành cũng được nha các bạn nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem và theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Bye bye tất cả anh em.